Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thì quái lấy cái vợt lấy, từ từ đừng gấp leo lên kêu quái lấy vợt coi rồi thì quái xong mì công rồi đây vợt chậm lên cho lên mặt nước cái coi chiếc ben luôn cá chim cho bè nó tự lớn rồi. Ồ, nặng hơn nặng lên hình cái coi vợt đâu cái đó là cái đó nhặn xuống rồi kìa nó lên rồi kìa nhặn xuống dùng dây rồi dùng dây rồi thả đi tại dính dây đó kìa. Ồ, nặng dùng cái lắm rồi hết cái vỏ hết cái vỏ luôn mở lực cầu ra về chút cá trên 3 kg rồi từ cho nó đuối cái này đẻ xuống lấy tay đẻ xuống đẻ mặt xuống thủy quái cá nó trắng quá ha thủy quái cái dính cái ống dây rồi quá dữ có một con một đợi tập chưa câu dính vì câu ở ngoài không dính là câu trong bè luôn cá này nhỏ nè còn con bự nữa hồi sáng có lượm 2 con được cái cá kia nó ăn dữ lắm nó được cắn hả ừ cá kia đang ăn bởi ruột ấy nó cắn mấy cá kia ăn uống bỏ ăn luôn hơn gan ha hơn gan tay cái gan ông ú căng thử coi hả cá là trên 3 kg à cá là thứ 3 kg thì giật lại hết 1 kg rồi. Ồ. 4 kg là còn đã. 4 kg. 4 kg mà trừ hao cái vỏ. Cái vỏ trừ rồi. Trừ rồi hả? Ừ. 4 kg. 4 kg. Ồ, 4 kg luôn hả? Mà 3 kg rưỡi, 4 kg. Dính còn 4 kg. Con đưa nó được rồi. Kìa tắm kìa giỏi không? Không bằng bè bên kia rồi, bên kia bè cố định nó cho ăn thức ăn kia nó dễ dụ hơn ở đây có là có cá bự không à đây là bốn mẹ không à thì có lên là kho tiêu luôn bún gỏi cơm muống luôn xuồng có cái này nó đưa cho nó im quá ha rồi thấy em gu rồi đâu
Vãi đầu. Bây giờ mấy cần thủ là bể đầu hết trơn cả nhà. Được dính được mấy tôm mấy cá sát. Cá sát được bự cho bá luôn. Cá sát là đủ một tô kho quéo rồi ha, ha thầy Tiến. Hôm nay mấy anh em qua chỗ 10 câu mà ít dính quá cả nhà. 10 anh xúc được mớ cá sát rồi các làm kho lạc luôn quá. Kho lạc bóp gỏi con muống. Đây cái này anh 10 xúc được mớ cá sát nè. Mớ này mình kho lạc. Rồi còn cái này thì mình câu. Câu được mớ nè. Có con cá chim với mớ cá sát. Cá đem về ha. Còn cái trong rau thì mình làm mình qua làm. Câu mà ít quá cả nhà. Bây giờ mình câu được mớ, để lộng đem về. Còn này 10 anh xúc được mớ nè, cá nhỏ nhỏ kho lạc luôn. Đây là mồi chiều nay chiến luôn. Này mình có lạc hơi khô cái mình có muốn mình bớt gỏi ha. Rồi tiếp tục mình làm cái này cái nhà. Trời 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 ngủ cần kinh cần kinh. Đã. Ôi, càng xanh luôn ha. Quá thế. Đủ vốn luôn rồi, dư vốn rồi. Con mắt kìa trời ơi. Mắt sáng trưng luôn. Đó. Quá đã luôn. Ok. Thằng Thanh nó mò sớm giờ nó mài dữ luôn ha. Nó mài cho bằng được. Cuối cùng cũng lên thành quả ha. Có được. Rồi bỏ mấy con kia lên coi. Đây đây, mấy con heo ơi. Lên. Đẹp à. Ừ. Con bự bự nha. Quá đi mày. Quá đã. Đủ vốn rồi, đủ vốn rồi. Gác cần lực rồi đó. Còn mày nữa. Dễ gì thôi à. Rồi anh đi tiếp rồi. Thôi cần thủ. Cần thủ lên được cái cá sát. Rồi không được rồi ha. Lâu lâu lên được con. Gút gió thành bão. Rồi đắm cao dừa là quá ngon thôi. Hái mới cao dừa coi. Dừa ngon quá. Quá non. Ô gãy luôn à. Gãy cụp cụp. Quá non. Dừa này mắm mắm. Hết sảy. Hết sảy con bà bảy. Ô dừa nè. Rồi. Bên kia hái thêm bên kia nó non hơn nữa. Mình nãy mình có anh mời có xúc mới cá sát các bạn. Bây giờ mình có lạc mình làm mồi lai gai buổi chiều dính 10 chơi. Câu sáng giờ cũng dính ít cho nên là thôi mình nghỉ sớm làm mồi luôn. Có nước màu mình thắng nước màu đấy.
Màu thấy đẹp quá ha. Bốn người bốn góc ngồi dài đúng ý bài luôn. Đổ dừa thôi, dừa ăn thôi, đổ gì rồi nướng hơi rồi sau đi rau chấp. Nó hết rồi đổ được thêm. Trời ơi. Cá này thì mau chín. Đâu dữ thằng trời. Cá trong cỏ. Này hai chất đậu tí không có cùng mạnh uống nữa rồi, không đủ uống. Có cùng mạnh uống nữa rồi. Cùng mạnh là sao? Đủ 55.000 lấy lít đó. Đủ mấy nấu gà. Đủ người ta ngâm bụi thuốc á. Này hơi nhiều ha. Ừ. Nãy đổ vô một nửa được rồi. Lát đổ. Anh đổ nước hơi nhiều vô chút xíu nữa. Đổ nước cứ thêm đi, giống nước rồi. Nước rồi. Đây miếng nước cũng được. Để hết cả nước luôn. Cái này có mấy cụ để vô ha, thơm ngon. Nhậu thì phải có bạn, có bè, có người đổi với ầm. Để vô mấy cụ là nó bám mũi ngon thơm. Bám được chai luôn ha. Còn bánh gốc cụ luôn. Có con ca đây đậu, phải nửa ca không ai đâu hơi đi nữa. Bác sĩ qua hỏi chia nó đi bác sĩ. Hoàng, Hoàng. Có rượu nè. Rượu nó mua rượu đó, rượu ngon lắm. Thì ông lấy đi nữa trả tiền lại cho nó mua lại gì đâu. Rượu mua 55.000 lít rượu đó nguyên. Trời đất ơi, 55.000 lít chắc uống ở đây luôn anh Mười. Uống gọi sáu tính bớt ha. Cái xác kho. Này kho lạc lạc ha. Chính là cá phải viên được cái bớt đi để hết nhự hết ăn. Ok. Lưu đi.
đi để hơi là nhìn cá sát này nó màu chín. Chiều có cái nồi này với dĩa cơm ha. Ừ. Gì? Cái gì nữa à? Bảy tám con bành bành không à? Tôm. Ăn cầu hơi chúng không? Không gạo úp chúng cầu đâu chứ con nào đâu. Chờ ở đây đến hơn. Đây hả? Đồ bếp trưởng nè. Ngậm cái tâm trời. Chưa ăn không cái tâm rồi. Bự không à? Đây, cái đổ mình ra cho ai vậy rồi. Rau muống mình búp gỏi nè. Chấm với cái xác khoai lạc. Ghim luôn đó. Đẹp ha. Đẹp đó. Không thấy hành không thấy không thấy cá ở đây. Nó nhỏ cá rồi. Nhỏ rồi. Đó. Ok rồi. Đó. Giác chiều ngồi làm mồi nè. Cung tay luôn rồi nè. Nè, niêm. Tính đi câu chứ cũng có dự trù mồi nha cả nhà. có đem có bể đầu rồi có mồi nhà. Có bể đầu thì cũng có mồi nhà đem ra nhậu. Này là heo quay với anh em. Bữa nay thì có cái nồi này là thấy cũng hấp dẫn rồi. Nồi cá sát kho lạc với con muống bắp gỏi. Thì rau dừa. Bây giờ chúng ta ăn mắm mà chấm cá kho cũng được ha. Rau ăn cái gì cũng được. Hôm qua ba mới tán một lò mắm á. Ở nhà nha. Quá ngon ở nhà. Quá đầy. Buổi chiều câu cá rồi xong cái anh em mình có làm cá sát kho lạc chứ dùng muốn ướp gỏi làm lai gai cho trên bè nữa cả nhà. Mà cả nhà dùng luôn nha. Đây cái này là cá sát kho lạc nãy mình giờ mình kho nè. Lửa nhỏ nhỏ là chút đi. Rồi muốn. Mình có là mua thêm nem với heo quay nữa. Anh em mình chiều làm lai gai trên bè nha cả nhà. Nó mát mẻ ha. Rồi mời cả nhà luôn ha. Cho anh vô ra. Rồi mời cả nhà nha. Dùng với anh em mình ha. Chết luôn rồi. Uống nước mắm hay gì trời. Cá kho lạc đây. Chấm rau muống nha, bắp sỏi rồi ngon nhất cái nách luôn. Chấm miếng mắm bỏ luôn chén. Chấm mắm mà mình dục rồi rồi chấm quá trời kiểu nổi. Ngon quá. Cái rồi hai bên mép tao chảy mỡ ra. Ngon quá. Để em ăn cho thấy thèm, tôi ăn không thấy thèm. Cái nhà một cái mất tay con cá luôn. À, bắt đầu ớt nè, cắn cái nửa trái nè. Chắc nước mắt nước mũi ra ngon. Đó, vậy đó nó mới ngon.
Rồi anh làm miếng rượu đi anh ăn hoài chứ. Hết cá nãy giờ hai con rồi chứ. Cá ngon mà. Chỉ cần một vạt của anh Mừ thôi là mình ăn tàn cục luôn. Xỉu luôn. Hôm qua đẩy một vạt trâu ốc vào đây để mình ra đường mà bán luôn. Mà lớn vậy đó. Có khi chúng vạt 30 kg. Ok ra nha. Và anh hỏi cho còn hướng qua bên đây cũng trốn nữa ta. Giúp quay huynh. Đã thế. Không ăn cá thì ăn quay. Ngon. Giúp miếng ớt không? Giúp chớ ớt không? Không. Giúp chớ ớt giống nãy rồi. Chơi kỳ, chúng ta đưa chớ ớt ăn bây giờ đưa ớt không ăn. Giờ có năng lượng ha. Mắc tôm luôn. Mắc cái bãi tôm. Bãi tôm ngon quá mà. Anh đòi đem lưới qua cho đại tử chảy bắt cá. 1, 2, 3. Mời cả nhà nha. Mình xin kết thúc clip đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà là clip sau. Cả nhà có xem kênh mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình cả nhà. Mời cả nhà nha. Vô. Giết chết vô nữa rồi. Thôi là bánh bạc thì bà con đi.